Hôm nay theo yêu cầu của khách có nhờ bên em test độ sáng của mẫu đèn phi thuyền 400W này. Thế tiện bên em lên một video để anh em tham khảo ạ. Đây là một cái mẫu đèn chuyên dụng lắp công trình các bác nhé, lắp ngoài trời. Công suất 400W ạ. Đèn phi thuyền là một trong những cái dòng đèn cao cấp các bác, rất là sáng. LED là LED thấu kính các bác nhé, nên là chiếu sáng rất là rộng và xa. Vỏ nhôm đúc nên là nó chống chịu thời tiết rất tốt các bạn, chống chịu mưa nắng. Đấy, có báo pin chuẩn chống nước IP66 các bác nhé. Vỏ nhôm nên là nó rất là bền các bạn. Bộ đèn phi thuyền khi các bác ráp lên hình thức nó sẽ như thế này các bác nhé. Đây là mặt dưới của bộ đèn các bác nhé. Đây nó là cán đèn này, còn dưới này là giá đỡ tâm pin. Đây là pha đèn. Pha đèn thì sử dụng chip LED 3030 thấu kính các bạn, nên là rất là sáng, rồi rất là rộng các bác nhé. Em xin chào các bác đang theo dõi kênh Thanh Thủ Solar. Hôm nay có một khách hàng có hỏi em về những cái mẫu đèn lắp ngoài trời, thì nhân tiện bên em lên một video để giới thiệu nhanh tới anh em hai mẫu đèn mặt trời bàn chạc 400W và phi thuyền 400W các bác nhé. Đây là hai mẫu rất là thịnh hành. Đầu tiên là cái mẫu 400W đèn phi thuyền. Cả hai mẫu này thì vỏ đều là vỏ nhôm đúc hết các bác nhé. Vỏ nhôm đúc và đều sử dụng LED thấu kính. LED thấu kính là nó sẽ chiếu rất là rộng và xa các bác. Còn vỏ nhôm thì nó sẽ chống chịu thời tiết nên là chuyên lắp ở ngoài trời, chống chịu mưa nắng. Hai mẫu này hình thức rất đẹp các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đây là vỏ này, rất là đẹp. Cái mẫu phi thuyền này là cái dòng cao cấp các bạn, cũng là 400W thôi nhưng nó to hơn khá là nhiều. Tất cả sử dụng thấu kính hết các bạn nhé. Đấy, thì sau đây thì bên em sẽ báo giá nhanh, sau đó thì em sẽ giới thiệu chi tiết về thông số và kích thước sản phẩm. Thì với cái bộ đèn bàn chải 400W này có giá là 1 triệu các bác nhé. Giá 1 triệu các bác. Cái bộ này thì bên em bán rất là nhiều này, nó rất thịnh hành, cái giá của nó bình dân. Còn anh em cần cái hàng cao cấp bên em cũng có cái mẫu này, anh em có thể chọn mua cái mẫu này. Và cái công suất 400W này nó cũng thông dụng các bác. Đấy, nó rất là sáng rồi. Mà lắp ngoài trời thì anh em phải lắp tối thiểu là 400W các bác. Tiếp theo là cái mẫu đèn phi thuyền. Cái đèn phi thuyền 400W này. Đấy, có giá là 1 triệu 2 các bác nhé. Đây là một cái dòng đèn cao cấp, kể cả tấm pin rồi pin lưu trữ rồi kể cả kích thước đèn nó đều chất lượng. Bên em có cả hàng bình dân và hàng cao cấp các bác nhé. Đấy, sau đây thì bên em sẽ đo kích thước và giới thiệu cụ thể về cái cấu hình sản phẩm. Đấy, có nghĩa là cái linh kiện rồi dung lượng pin. Thì cái đèn bàn chải 400W này nó sử dụng một tấm pin mặt trời có công suất là 6V 30W, kích thước là 63x35 các bác nhé. Đấy, và dung lượng pin lưu trữ là 32.000 mAh. Đấy, pin lưu trữ dung lượng là 32.000 mAh các bạn. Còn cái đèn bàn chải này, cái đèn phi thuyền này thì dung lượng pin lưu trữ là 38.000 mAh các bác nhé. Dung lượng pin 38.000 mAh và sử dụng tấm pin mặt trời 6V 35W, kích thước là 70 x 35. Đấy thì em sẽ đo thực tế cho anh em xem về kích thước để anh em dễ hình dung. Tại vì đi mua những cái bộ đèn anh em phải đầu tiên là phải tra về kích thước đã. Sau kích thước rồi bắt đầu tới linh kiện bên trong. Nó mới đánh giá đúng chất lượng của bộ sản phẩm các bác nhé và cái giá tiền. Kích thước chiều dài của tấm pin là 63 các bạn, chiều dài 63 cm các bạn nhé. Và chiều rộng là 35 cm. Chiều rộng nhé, 35 cm. Còn đèn thì em sẽ đo kích thước của đèn các bạn nhé. Đấy. Chiều dài của đèn là 51,5 cm. Và chiều rộng là 21 các bạn nhé. Chiều rộng là 21. Chiều dài của đèn phi thuyền là 63 các bác nhé, 63 cm này.
và chiều rộng là 25, chiều rộng 25 các bác nhé. Đấy, tiếp theo là cái tấm pin, kích thước của tấm pin. Đấy, tấm pin thì nó có cái chiều dài là 70 và chiều rộng là 35 các bác nhé, chiều rộng là 35, chiều dài 70, chiều rộng 35. Đấy, kích thước tiêu chuẩn của các bạn. Đấy, phụ kiện đi kèm đây các bác nhé. Phụ kiện đi kèm thì sẽ gồm một cái điều khiển này. Và đây là đinh nở. Ngoài ra đi theo bộ đèn thì vẫn còn có thêm chân đế các bác nhé. Chân đế và giá đỡ tấm pin. Đấy. Hai cái mẫu đèn này lắp ở ngoài sân vườn rất đẹp các bạn. Anh em lắp ngoài sân vườn thì nên chọn mua cái mẫu đèn bàn chải lắp đẹp hơn là mẫu đèn pha các bác nhé. Đấy, bây giờ thì độ sáng của đèn bàn chải chắc chắn nó sẽ đèn chuyên dụng ngoài trời nó sáng tốt hơn các bác. Và cái độ thẩm mỹ nó cũng sẽ cao hơn là đèn pha các bác nhé. Đây là hai mẫu đèn bên em chuyên cấp cho anh em lắp công trình nhé. Công trình rồi lắp ví dụ như các công trình đèn đường nông thôn, rồi lắp sân bóng này, hoặc là lắp ở công viên, anh em rất hay lắp những cái mẫu này. Đấy. Sử dụng thấu kính thì nó chiếu sáng rất là rộng các bạn. Chiếu sáng rộng và xa. Đấy. Nhất là những anh em mà lắp ở trên tầng xuống, ví dụ mình chiếu tầng 2, tầng 3 xuống thì lên chọn mua mẫu này thì nó sẽ chiếu xuống xa tốt hơn. Đấy, vỏ nhôm đẹp lắm các bác nhá. Nhôm phay, nhôm đúc. Đây các bạn. Thì trên những cái đèn này đều có những cái rắc nối nhanh các bạn nhé, nên lắp đặt rất là dễ thôi. Ở bên em thì đã có những cái video hướng dẫn lắp đặt từng loại rồi các bạn. Đấy, các bác quan tâm thì có thể là kết bạn Zalo thì em sẽ gửi cái video hướng dẫn anh em lắp đặt. Nói chung là rất là dễ thôi, không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật đâu các bạn. Đấy, thì trên tấm pin cũng vậy, nó cũng đều có rắc nối nhanh, anh em về chỉ cần cắm vào thôi. Đấy, chủ yếu là lắp chân đế này, lắp chân đế rồi anh em lắp lên cột thôi, không có gì khó cả. Đấy, cái tấm pin này thì nó là cái nguồn điện các bạn, nguồn điện để sạc. Đấy, nó tạo ra điện bằng cách là nó hấp thụ ánh sáng mặt trời các bác nhé. Chính vậy nên là anh em lắp ở chỗ nào có nhiều ánh sáng mặt trời nhất các bác nhé. Và cái độ dốc anh em chỉ lắp 10 độ thôi, có nghĩa là anh em lắp cái độ nghiêng ấy của cái tấm pin này nó chỉ khoảng chủ đủ để cho nước nó chảy thôi, đừng dốc quá các bác nhé. Đây là hai mẫu đèn bên em bán rất là nhiều, được nhiều anh em sử dụng đánh giá tốt các bác nhé. Đấy, khi mà sạc đầy pin thì có thể chiếu sáng liên tục từ 14 đến 16 tiếng các bạn, thoải mái luôn. Các bác quan tâm liên hệ trực tiếp em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 9 ạ. Cảm ơn các bác.